cực kỳ mượt luôn. Đấy. Dùng rất là thích. Chào anh em, hôm nay Carbus xin phép giới thiệu cho anh em một cái thiết bị Carbus. Thiết bị Carbus em để gọn trong này anh em nhé. Đóng vào đấy là nhìn như zin luôn. Đây, nếu màn hình zin thì anh em nhìn này anh em nhé. Nhưng mà thiết bị đã cắm Carbus này, anh em nhìn này. Đấy, Carbus này đã cắm thiết bị cả là sẵn biệt máy một chính hãng nhé. Đây là giao diện Carbus này. Anh em vuốt ngang này, riêng mẹt thì với lại những dòng của Simba, của Ford nhé. Vuốt rất là mượt luôn, không bao giờ có độ trễ. Đấy. Ở cái giao diện này anh em tùy chỉnh nhá, chỉnh sang cái giao diện một chạm phía dưới này. Đấy, anh vứt dọc. Đấy. Vứt dọc thì như này anh em nhá. Đấy. Về đây giao diện trong này anh em này, anh em có thể kết nối cả với Bluetooth ở đây anh em nhá, Bluetooth trên hệ Android luôn. Đấy, như này. Đấy. Anh em dùng thoải mái. Đây, vứt này. Ở đây em sẽ có cài sẵn này, Bluetooth van này, VTP Go này, S1 này, bật VTP Go này. Hiện tại em đang chưa có kết nối mạng đâu nhá. Đấy. Để em phát wifi cho nó để thì nó sẽ dùng mạng cho anh em trải nghiệm luôn. Đấy, trở về này. Đấy. Anh em có thể trở về giao diện chính của xe này. Ở đây đi, chuyển sang này, hoặc là trở về đây này. Đấy. Trở về này. Đấy, cực kỳ đơn giản anh em nhé, cực kỳ mượt luôn. Đấy. Dùng rất là thích. Đây anh em này, anh em nghe nhạc nhé. Đấy, tăng giảm lượng ok này. Đấy, ngon luôn. Trở về này, các bài hát này, thoải mái luôn anh em nhé. Có YouTube ẩn chạy ẩn này. Vứt dọc này, vứt ngang này, dẫn đường này. Đấy, dẫn đường này. Đấy, cái này hiện tại em có Vietmap S1 chính hãng, có hiển thị tốc độ, cảnh báo các bác di chuyển, thì các bác bật cái này lên thì có cảnh báo tốc độ để các bác đi đường xa các bác nhá. Đấy, di chuyển sẽ có hiển tốc độ đây, còn đây là tốc độ cung đường này. Đấy, địa chỉ bên em ở Võ Trí Công, ngõ 156 Võ Trí Công. Thoát này, đồng ý này. Đấy. Các bác có thể xem cái kênh VTV này. Đây nhá, xem kênh VTV này. Bây giờ VTV2 này, các bác bấm mở VTV2 xem này. Tắt này. Rồi em vừa phát wifi, em vừa quay video nên nó sẽ hơi yếu tí. Thiệt còn không ăn ngay. Đấy. Mơ với mộng chia cho mệt vậy. Thoải mái luôn. Mơ, mình phải mộng thì mình mới có động lực biến giấc mơ đó thành sự thật. Đấy. Em hoàn toàn có thể dùng rất là ok nhé. Điều khiển giọng nói thì các bác con này thì các bác nếu các bác nháy một cái như này ấy, thì nó sẽ chuyển về giao diện zin nhá. Nhưng các bác giữ này. Con này các bác giữ này. Đấy. Mở video nhạc sàn. Đây nhá, các bác giữ tay nhá. Còn nếu bác nhấn nhìn một cái ấy, thì nó là về giao diện zin nhá. Đấy. Đấy, tùy các bác sử dụng. Rất là ok luôn. Đấy, trở về này. Trở về giao diện zin nhé. Các bác vẫn nghe nhạc bình thường trên YouTube nhá. Bởi vì đây là hỗ trợ CarPlay đây nhá. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Anh em có nhu cầu liên hệ carplus.vn bên em nhé. Bên em chuyên phân phối các cái dòng thiết bị CarPlay Box nâng cấp cho xe. Chào các bác.